Xin chào mọi người, em là Dược sĩ Hiền. Hôm nay em Hiền xin chia sẻ đến mọi người một sản phẩm vô cùng tuyệt vời. Đó là sản phẩm Thosamin, viên uống giảm mùi hôi cơ thể. Đặc biệt là những trường hợp bị hôi miệng, hôi nách, hôi chân, mùi hôi cơ thể. Mùi hôi cơ thể khiến mọi người cảm thấy bị xa lánh. Vì mùi hôi khó chịu, bạn cảm thấy tự ti, ngại giao tiếp. Khả năng di truyền lên đến 85%, lâu ngày sẽ nặng thêm và ảnh hưởng tới sức khỏe. Những sản phẩm ngăn mùi không có tác dụng, chỉ với một liệu trình viên uống khử mùi Thosamin, tạm biệt hôi nách, lấy lại phong cách. 7 lý do Thosamin được khách hàng lựa chọn và đánh giá cao. Thứ nhất là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam chữa được mùi hôi cơ thể dưới dạng viên uống, tác động trực tiếp từ bên trong cơ thể. Thứ hai, thành phần từ thiên nhiên, an toàn và không có tác dụng phụ. Thứ ba là sản phẩm của công ty cổ phần dược Trung Đông, đơn vị uy tín, việc phân phối hàng thực phẩm chức năng và bảo vệ sức khỏe. Thứ tư, được cấp phép lưu hành ở Bộ Y tế với đầy đủ giấy phép kiểm nghiệm đang được lưu hành trên khắp cả nước. Thứ năm, không gây nhờn, rít, bám màu, bám mùi lên quần áo như các sản phẩm ngoài da. Thứ sáu, viên uống không mùi, không đắng, rất là dễ uống. Thứ bảy, hiệu quả giảm mùi hôi rõ rệt từ 1 đến 2 tuần điều trị, duy trì liên tục không gián đoạn, sẽ hết hẳn mùi hôi và hiệu quả lâu dài. Chúng ta sử dụng liệu trình 2 đến 3 tháng để đạt được hiệu quả tốt nhất. Một hộp có 30 viên, ngày chúng ta uống 3 đến 4 viên, dùng được cho cả nam và nữ. Các bạn có nhu cầu cần tư vấn liên hệ số điện thoại 0963 317 552 để được em Hiền tư vấn và hướng dẫn cụ thể nha. Và cuối cùng mọi người cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút chia sẻ để em Hiền sẽ chia sẻ nhiều những sản phẩm tốt đến tay mọi người nha. Xin chào mọi người, hẹn mọi người những video tiếp theo ạ.